Alo. Rồi, giờ đây Thiên Ân với chị Mỹ Hạnh sẽ gửi đến cho quý vị nhạc phẩm Tâm sự với anh nha. Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Mọi người ơi, cho Thiên Ân và Mỹ Hạnh một tràng pháo tay thật lớn đi.
chúng mình. Vì sao thế anh, chắc một mình anh hiểu. Em thường bảo rằng tình cách dù trong ngay, em vẫn là em yêu muôn đời muôn kiếp. Nhưng vì anh bối rối nên tâm sự đêm nay. Anh vẫn là anh yêu muôn đời muôn kiếp. Nhưng vì anh bối rối nên tâm sự đêm. Cảm ơn mấy anh chị. Dạ. Dạ. À, hồi nãy có một anh nói là hát rồi để uống nó mới vui, mà hát rồi đi về thì cảm thấy buồn. Nhưng mà thú đúng thật rồi, với anh hát chị phải ở lại. Dạ, thú thật với anh chị là ngày mai là em với chị Mỹ Hạnh còn có một cái chương trình ở ngoài Lâm Đồng nữa, nên hai chị em về sẽ soạn đồ. À, nên chính vì thế là mong mấy anh chị thông cảm. Chứ em biết là hôm nay là hai chị em ngồi mà mấy anh chị gấp đồ ăn lia lịa, tình cảm rất là nhiều. Mà bây giờ em đáp lại tấm nhân tình thì em sẽ hát một nhạc phẩm sôi động trước khi tụi em chia chân với mấy anh chị nha. Xin cảm ơn. Dạ. Bây giờ mời mấy anh chị, bây giờ mình cùng súng lên nha. Let's go!